Suy cho cùng là Khổng Tranh mình xem thường anh hùng thiên hạ. Bữa tiệc này của nhà họ Tống là Hồng Môn Yến. Không thể ngồi không chờ chết như vậy được. Hết cách rồi, xin lỗi Phạm và Hinh Hinh. Chỉ cần lão phu sử dụng viên tráng công hoàng này, rồi cấu thành ra tinh hồn tướng, đạp không rời đi. Trong tình huống đột ngột, thách đám người của nhà họ Tống cũng không đuổi kịp mình. Ông cụ Khổng bị dọa. Hầu gia của chúng tôi đang ở sảnh tiệc đợi ngài, mời. Người này vậy mà còn mạnh hơn hai đầu quỷ không biết vừa rồi. Ông, các hạ là... Tại hạ, Tống Mộc, đại quản gia của Đông Diện, xin chào ông cụ Khổng. Mời ngài. Được. Mời. Bấm hầu gia, thiếu gia dân trường. Khách quý của nhà họ Khổng tới rồi. Được. Người đâu? Tấu nhạc. Hoan nghênh khách quý nhà họ Khổng nào. Thổi kèn sona gì đó. Hầu gia, thiệt sự muốn sao? Nói đùa thôi. Dân, các vị khách quý mời vào trong. Hình hình tham kiến ông Tống, tham kiến các vị trưởng bối của nhà họ Tống. Thánh chủ của thành Vĩnh An, Khổng Phàm, tham kiến Tống Hầu Gia. Xin chào các vị phu nhân của nhà họ Tống. Tham kiến Thổng thành chủ. Khách khí quá rồi, Khổng thành chủ. Mời ngồi. Con dâu, mấy đứa dịch ra phía sau đi. Dân, thứ ba. Cảm ơn hầu gia. Cô Hinh Hinh, không bằng ngồi bên chỗ tôi đi. Ông cụ Khổng của nhà các người đâu? Không phải nói cùng tới hay sao vậy? Tới rồi. Ba từ lúc tới nhà họ Tống thì bắt đầu trở nên khác thường. Lẽ nào ba dựa vào thần thức nhạy bén của cường giả thiên giai phát giác nhà họ Tống có chỗ nào đặc biệt sao? Đại ca kính trung, thằng em tới muộn, xin lỗi. Ông nội, sao lại vậy? Tối nay mấy lần rồi? Còn là cường giả thiên giai nữa chứ, thiệt là mất mặt mình. Tuy nói quả thiệt, đợi tới muộn một lúc, nhưng ông cụ Khổng tự phạt như vậy. Thì cũng không cần đâu. Mau, đợi ông cụ Khổng đi. Ông em Khổng Tranh, không sao chứ? Không sao. Vừa rồi nhìn thấy ông manh quá kích động, không cẩn thận bị dấp. Để mọi người chê cười rồi. Không sao thì tốt, vào chỗ đi. Được. Làm phiền đại quản gia, vừa rồi lão phu không cẩn thận làm rơi một bảo bối, mà dội đi bái kiến hầu gia chưa kịp tìm lại. Xin các hạ sắp xếp người tìm giúp, lão phu vô cùng cảm kích. Các hạ yên tâm dùng tiệc là được, đồ rơi ở nhà họ Tống sẽ không vô cố biến mất đâu. Người đâu? Vừa rồi ông cụ Khổng trên đường tới đây không cẩn thận làm rơi bảo vật, ai có thể tìm được nhất định có thưởng lớn nha. Dân, vừa rồi lão già đó bị dấp là cháu ở cửa tạo ra trận pháp gì đó đúng không?
Thằng nhóc cháu thiệt xấu xa mà. Ông không phải cũng ra tay hay sao? Như nhau cả thôi. Người đâu, mang rượu lên, mang đồ ăn lên. Thấp thỏm bất an. Không phải nói trực tiếp tới cưỡng thế phái hôn hay sao? Sao ông nội và ba còn thiệt sự ngồi xuống ăn cơm vậy? Không được, vậy chỉ có thể mình mở miệng trước. Ông Tống, thiệt ra chúng cháu tới lần này chủ yếu là... Hình hình, không được vô lễ. Nha đầu chết tiệt, cháu muốn hối chết ông sao? Hình hình, nghe lời ông nội của con, ngồi xuống ăn cơm trước, quan sát một lát rồi nói ha. Con bé này ở nhà bị lão phu chiều hư, ông manh xin hãy lượng thứ. Không sao, không sao. Cô bé hình hình xuất sắc như vậy, nhất định là viên ngọc trong tay của nhà họ Khổng các ngươi. Nào, mọi người, chúng ta cùng uống cạn ly nào. Mời. Nào, 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 uống đi. Mời, mời. Tôi kính ngài. Không được, mình phải nghĩ cách xử lý. Nếu ông nội và ba không cho mình nói, tên Quắc nhìn trông không thông minh lắm, kia ngược lại có thể lợi dụng. Chị nhìn cô Hinh Hinh, có phải cô ấy đang nhìn trộm em không? Ông nội, các vị, mọi người ăn trước nha, cháu đi trước đây. Ừ, đi đi. Trong sảnh bên, Tống công tử, tại hạ Hồng Phương. Ồ, Hồng trưởng quầy à, sao vậy? Bốn vị thuốc chính mà cậu thiếu tôi đã nghe ngóng rồi. Một vị trong đó thương hội Hồng thì chúng tôi sẽ có cách kiếm được, đang thông qua phân hội của Thành Lăng Âm chuyển hàng từ Bắc Châu. Hai vị khác thì Hạ Diệt Quốc có, chúng tôi cũng có nguồn kiếm được, nhưng cần tốn chút thời gian. Phiền phức là ở vị thuộc chính cuối cùng, Hoa Du Ngần. Hoa Du Ngần rất hiếm thấy, hiện tại chúng tôi chỉ tìm được tung tích của một cây. Ở trong tay của tộc Mặc thì ít hành xa điêu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.